Ngày hôm nay thì các cầu thủ FPT Polytechnic họ xuất phát với bộ trang phục áo cam, quần cam quen thuộc trong màu áo của Viện Đào tạo Tiên tiến chất lượng cao để giúp cho đội bóng này vượt qua đối thủ. Quả đá biên sẽ thuộc về các cầu thủ áo tím than. Đình Nhật là người thực hiện. Dứt điểm. Khá nguy hiểm. Bóng ói ra sau khi Đức Doanh không có được pha bắt bóng bước một chính xác nhất. Chúng ta đang được theo dõi lại tình huống mà các cầu thủ Viện Đào tạo Tiên tiến có cơ hội dứt điểm. Hàng phòng ngự của FPT Polytechnic đã không thực sự tập trung. Mất đến 2 nhịp, nhưng rất may, đội bóng áo cam đã không phải nhận bàn thua. Tình huống đá biên của số 11 Trọng Hội, cầu thủ đang đảm nhiệm hành lang cánh trái của FPT Polytechnic. Đưa bóng vào trong. Khá nguy hiểm, nhưng không khó với thủ thành Minh Đức. Hơn 10 phút của hiệp 1 trôi qua và tỷ số hiện tại vẫn đang là không đều. Chúng ta đang được theo dõi những diễn biến trong trận đấu tại vòng đấu thứ 9 của FPT New League 2023. Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng FPT Polytechnic và Viện Đào tạo Tiên tiến chất lượng cao của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Quả đá biên. Đình Nhật, cú đá rất căng. Chưa có được sự đột biến được tạo ra. Phan Đình Nhật đang thi đấu bên hành lang cánh trái của các cầu thủ Viện Đào tạo Tiên tiến chất lượng cao. Quả đá phạt và đứng trước bóng là sự có mặt của anh Chí. Pha phối hợp đáy biên, dứt điểm vào! Bàn thắng mở điểm dành cho Viện Đào tạo Tiên tiến chất lượng cao. Cơ hội được coi là nguy hiểm nhất ở trong hiệp đấu đầu tiên của đội bóng này và họ đã tận dụng thành công. Anh Chí đưa ra một đường truyền có sự đột biến rất cao, tưởng rằng sẽ là một bài đá về phía cột hải nhưng không. Anh Chí tạo ra một điểm cắt, thả bóng xuống đáy biên và ở một góc rất hẹp thì cầu thủ của Viện Đào tạo Tiên tiến chất lượng cao vẫn đưa ra được cú dứt điểm chính xác, mở tỷ số của trận đấu giữa FPT Polytechnic và Viện Đào tạo Tiên tiến chất lượng cao. Viện Đào tạo Tiên tiến chất lượng cao. Đội bóng này đang thể hiện một lối chơi cực kỳ khó chịu trước đối thủ có phần nhỉnh hơn về mặt nhân sự. Nhưng Viện Đào tạo Tiên tiến vẫn đang thi đấu cực kỳ tự tin. Bài tấn công tốt mà FPT Polytechnic tạo ra với pha tấn công dọc biên và căng ngang vào phía trong. Nhưng tiếc rằng tình huống căng ngang của số 6 Văn Mạnh đã không thành công. Bởi vì chỉ cần để cho đối thủ thoát đi thì mọi điều đều có thể xảy ra. Đưa bóng vào trong, khá nguy hiểm và đã có bàn thắng. Bàn thắng bất ngờ đến với các cầu thủ Viện Đào tạo Tiên tiến chất lượng cao. Tình huống đưa bóng vào trong của Nguyễn Trần Anh Chí và trọng tài xác định đó là pha phản lưới của số 19 Quốc Bảo bên phía FPT Polytechnic. Hai tình huống cố định và hai bàn thắng dành cho Viện Đào tạo Tiên tiến chất lượng cao. Đội bóng này đang thực sự biết cách tận dụng những cơ hội từ những tình huống bóng chết. Anh Chí có một nhịp xử lý khá tốt khi mà hàng phòng ngự của FPT Polytechnic tưởng rằng anh Chí sẽ đưa bóng xuống đáy biển. Nhưng không, số 6 của Viện Đào tạo Tiên tiến chất lượng cao quyết định đưa ra tình huống rót bóng vào trong. Cao đẳng FPT Polytechnic và các cầu thủ Viện Đào tạo Tiên tiến chất lượng cao trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đây là trận đấu diễn ra trong khuôn khổ vòng 9 FPT New League 2023 Season 4. Như vậy đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho FPT Polytechnic. Ngay ở những giây đầu tiên của hiệp đấu thứ hai, FPT Polytechnic đã có được bàn rút ngắn tỷ số. Pha ghi bàn của cầu thủ có mái đầu nổi bật nhất ở trên sân. Cơ hội dứt điểm. Cú đá không thành công. Tình huống triển khai khá tốt mà cầu thủ FPT Polytechnic tạo ra.
với pha phát động tấn công của thủ thành bên phía đội bóng này. Nhưng tiếc rằng tình huống xoay dứt điểm của lên bóng dành cho FPT Polytechnic. Dứt điểm không được. Cú đá của số 15 Trình Văn Huy. Nguy hiểm. Bóng đi chệch khung thành. Tiếp tục là pha dứt điểm của Văn Huy. Đỡ bước một khá tốt. Xoay sở. Văn Thành. Thả bóng. Dứt điểm. Tình huống bút chỉ. Bóng tìm tới cột dọc. Trọng tài xác định có phạt góc dành cho FPT Polytechnic. Và dứt điểm của số 13. Chính xác hơn là số 15. Bàn thắng cho riêng mình. Trong tình huống mà các cầu thủ AFP nâng tỷ số trận đấu lên 2-0. Rất nguy hiểm và đã có bàn thắng. Vẫn là Văn Thành, cú đá trái phá của số 8 bên phía FPT Polytechnic. Khi mà chúng ta đang nhắc về những sự xuất sắc của số 6 Anh Chí bên phía AFP, thì một cái tên khác nổi lên để cạnh tranh vị trí MVP của trận đấu, đó chính là số 8 Vi Văn Thành. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Pha phát động tấn công tốt mà các cầu thủ FPT Polytechnic tạo ra, một tình huống sâu kín đối thủ. Và lập tức là cú đá trái phá bằng chân trái. Và thế trận đang thuộc về đội bóng Áo Cam. Dứt điểm. Tiếp tục là Văn Thành. Một đối trọng cực lớn cho danh hiệu MVP của trận đấu này đối với Anh Chí bên phía IFPFC. Vào! Như vậy đã có bàn thắng nâng tỷ số của trận đấu lên 3-2. Quá nhanh, quá tốc độ và chúng ta vẫn chưa thể xác định được ai là người đã ghi bàn. Hãy chờ đợi tình huống quay chậm để tỏ tường mọi thứ. Xuất phát từ quả phạt góc, Văn Thanh là người thực hiện. Các cầu thủ Poly đã thi đấu quá tuyệt vời trong hiệp đầu thứ hai. Cộng một kiến tạo dành cho Văn Thanh. Tình huống tung người dứt điểm quá đẹp mắt. Đang phủ kín bầu trời của trường kinh tế quốc dân. Và nó cũng mù mịt như cách mà AFP đang thi đấu ở trong hiệp đấu thứ hai. Và bỏ lỡ đáng tiếc của Văn Thành. Các cầu thủ FPT Polytechnic đã quá cầu toàn. Đường truyền dọn cỗ của Quang Bình. Nhưng tiếc rằng Văn Thành đã không thể dứt điểm thành công. Trước đó là pha đưa bóng xuống của IFPFC đã có cơ hội rất lớn để vượt lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Nhưng bây giờ thì họ lại gặp khó trước FPT Polytechnic khi mà đội bóng này có hiệp đấu thứ hai tuyệt vời, gần như là hiệp đấu thứ hai hay nhất của họ từ đầu mùa giải đến giờ. Không được. Cú ra chân nhanh nhưng độ chính xác là chưa cao, sẽ cần phải chắc chiêu hơn. Lên bóng dành cho cú đá được tạo ra bởi cao thủ FPT Polytechnic. Bóng vẫn còn, cú đá đến từ Văn Thành. Và đúng lúc này thì tiếng còi khép lại trận đấu giữa FPT Polytechnic và Viện Đào tạo Tiền tiến chất lượng cao đã vang lên.
Chiến thắng ngược dòng tuyệt vời của cao thủ FPT Polytechnic trong trận đấu mà họ để cho đối thủ dẫn trước đến 2 bàn ngay ở hiệp đấu đầu tiên. Nhưng bằng sự xuất sắc của Văn Thành với cú đúp bàn thắng và một pha kiến tạo dành cho Văn Tin để giúp cho FPT Polytechnic có được 3 bàn trong hiệp đấu thứ hai. Chỉ mất khoảng 15 phút để đội bóng này ngược dòng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Một lần nữa xin chúc mừng cao thủ FPT Polytechnic, họ đã có được chiến thắng 3-2 trước Viện Đào tạo Tiên tiến Chất lượng cao tại vòng đấu thứ 9 của FPT New League 2023.